Thưa quý vị và các bạn, công ty VNPT Technology, thành viên của tập đoàn VNPT, vừa chính thức cho ra mắt thị trường Wi-Fi Mesh 6, Wi-Fi mạng lưới với công nghệ tiên tiến nhất. Đây là Wi-Fi Mesh 6 đầu tiên tại Việt Nam do các kỹ sư công nghệ Việt nghiên cứu, phát triển và sản xuất đồng bộ. Chia sẻ về lý do là công ty công nghệ đầu tiên tại Việt Nam làm giải pháp Make in Việt Nam, ông Lý Quốc Chính, Phó Tổng Giám đốc VNPT Technology cho biết, VNPT Technology quyết định lựa chọn thời điểm tháng 8 năm 2022 để Wi-Fi Mesh 6 tham gia sân chơi thương mại, bởi đây là thời điểm mà các thiết bị đầu cuối có Wi-Fi 6 trở nên phổ biến. Bên cạnh đó, các ứng dụng cần băng thông lớn, AR, VR, video 8K, các thiết bị kết nối trong hộ gia đình, laptop, TV, iPad cũng được yêu cầu với dịch vụ và video chất lượng cao. Cũng theo ông Lý Quốc Chính, Wi-Fi Mesh 6 là một hệ sinh thái các thiết bị Wi-Fi Mesh, Fiber Home Gateway, hệ thống quản lý cloud, mobile app. Điều này cho phép triển khai một mạng Wi-Fi Mesh hợp nhất dễ dàng và nhanh chóng.